kính thưa quý phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài, giặc trời đi trước, giặc nước đi sau, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. thầy về cần ruột kết cuộc rồi con. mắt lệ hao mòn trăng tròn lại khuyết, thầy đi để viết tặng đạo một bài. ôi hỡi ngày này thiên cơ đã định. chỗ nào thầy tính cũng định thiên nhiên, thầy đến thăm miền ở đây vui quá, vui người ân xá biết niệm biết tu vẹt ngút mây mù công phu đúng buổi, không phải lần chuỗi ngồi đó cho rồi. Tu niệm dân ôi phủi rồi nợ thế, thì ta có kế tìm kiếm xanh nhai. Trong quả chân ai trả xong mới khỏi, mây trời lửa khói không có gì đâu. Chỉ niệm sáu câu rồi hầu tu tịnh, tâm mình quyết định theo Phật tới cùng. Thầy nguyện hòa chung buổi chiều thầy thuyết, cần thơ thầy viết cần đức đến nơi. Cần giờ ngao chơi vì nơi đó đó, cần gì không có chỉ có một giờ. Thầy đến Cần Thơ ba ngày thầy ở, bây giờ gặp gỡ Cần Ruột nơi đây. Chỉ có phút giây gặp thầy Sơn Biểu, con ơi quy tụ dáng nhớ là ngài. Dấu vết không phai ngày mai thầy vẹt, bây giờ về mét với lịnh Ngọc Hoàng. Đi để rồi toan ngồi đây rồi tính, trần gian bụi dính không quét dọn ngay. Tới nổ pháo đài rung rinh trái đất, một còn một mất ai tật ai nguyện, ai tục ai tiên ai điên kết cuộc. Ta về cần ruột tặng lại một bài, ở trong ở ngoài nói hoài không nghỉ, nói cho thế kỷ phải chịu trắng tay, nói để thần oai ôi thôi lực lượng. Xác thân ta mượn du ngoạn khắp trời. Khổ lắm dân ơi trèo bơi đi mãi, chúc lành trai gái bá tánh ở đây, Phật tử đủ đầy kỳ này họp lại. Ai thắng ai bại ai hoại ai còn, thầy đã lâm non rồi còn đi nữa. Đất nghiêng trời ngửa nhiều bữa nghe không, giữ xác giữ hồn bôn chôn khổ lắm còn nghe tiếng sấm ôi hỡi nổ ra thiết thiết tha tha ông già cực khổ long hoa gần trổ chịu khổ phí đời ta nói ta rời khắp nơi quy nhiệm mất thân khó kiếm vàng bạc dễ tầm cho đừng sai lầm tay cầm ngọc báu không phải tào tháo thầy kể có dây thầy báo cho hay đủ đầy hết trọi ta làm tôi mọi khắp cả mấy vùng chống đánh thùng thùng thì người mới rõ địa cầu cây cỏ tan nát cháy khô Ai đã đắp tô trầm trổ như thế? Bây giờ diệu kế để có tu tâm. Khỏi phải sai lầm khỏi nhầm ma quỷ. Nhìn đi cho kỹ rên gì bên tai. Tu như mình mải cái dao cho bén. Mải lâu thì vẹn mải bén vội gì. Từ từ mải đi sau này bén ngót. Mình tu từng giọt sẽ bước từng nơi. Thầy không nói chơi giờ này nói thiệt. Cần ruột ta viết tặng lại một bài. Cô bác có hay đủ đầy ý thức. Thì về lập tức tu tịnh mau đi có gặp gian nguy bạc chỉ có lộn, giữ căn giữ buồn nguy khốn không sao, chúc hết đồng bào tại đây yên tịnh. Thầy đang có lệnh phải chịu xuất thân, không xa thì gần không tần thì tạo. Mong sao gặp đạo thầy quá vui mừng, không trở lại rừng cất am vô thất. Một còn một mất một tật một nguyền. Ai tục ai tiên dáng siêng tu sửa, ngày mai mở cửa rõ quá dân ơi, ta không nói chơi mở lời chu đáo. Vì trời đã bảo Phật giáo rõ ràng, dáng tu cả làng sống còn coi hội. Coi thầy lặn lôi ôi hỡi bôn ba, lỡ nói lời ra lỡ ta lỡ nó. Lỡ ôi cây cỏ phải chịu cháy khô, lỡ ở sư mô trầm trồ nào thấy, lỡ thầy gieo cấy hạt giống bồ đề. Một chút thầy về không mê ở nữa, lỡ trời mở cửa thả quỷ quái quăm, lỡ xuống trần thăm diệt đổ ma quỷ, ở trong niên kỷ biết nói lời gì. Chúc hết từng khi ở đây đồng đạo, ba ngày ta dạo chưa đặng đầu trò thế giới tự do thiếu người trơn thật, cầu xin các bậc ôi hỡi hiền hầu. nguyện phật sống lâu để chầu minh chúa, mất tài mất của mải giũa tâm linh, đừng mất chân tình tánh ôi chân thật. đây là các bậc của phật thánh tiên, mau mau lên thuyền thầy bơi qua bể. không phải thầy kể tào tháo đâu trò, bến phật tự do không lo gì nữa. nay trời mở cửa đang lựa hiền nhân, dáng mau chuyên cần quỷ thần xa cách. thầy về thầy mách phân tách rõ ràng cả xóm cả làng chết đau chết đói, chết ỉa chết ói bệnh dịch tràn lan, chất độc lan tràn năm châu bốn bãi, nó đem nó giải nó chết nó tha. Nó sẽ đem ra kỳ ba thống nhất. Thấy thôi nồng nực ta nói khùng điên. Khôn ở mái hiên giả điên sống sót. Lời này tạm mót thức chót canh tàn. Không có lụa vàng chàng phang bảo cái. Nguyện cầu khẩn vái nước Việt Nam bang. Được hưởng khải hoàn dở giang biến mất cầu cho các bậc tu tịnh mau đi. Có gặp gian nguy cũng còn sống sót, Phật trời nhỏ giọt cứ lệ quan âm, tâm niệm âm thầm di đà sáu chữ, đừng sợ cô lữ chỉ có một mình. Tu có thần linh Phật nhìn thấy hết, mình tu tới chết bỏ xác cho rồi, phải chịu quả nhồi từ đây vô kể. Ngăn dầu lớp bể chẳng có gì đâu, đừng nên lo dầu Âu Châu thất bại. Nguyện cầu khẩn vái hậu thổ Hoàng Thiên. Thầy đã nói điên đừng phiền tha thứ, cây khô không tưới giọt nước chút nào. Hỏi vậy làm sao cây tươi trở lại? Mình xưa đã dạy rồi lại đã ngu. Bây giờ biết tu khôn ngoan biết mấy, thì là mình cái hạt giống bổ đề. Sứ Phật mình về xa mê trần trược, thảo lưu mấy lượt thầy đã khuyên răn, đạo Pháp thường hàng tròn chăng như thế. Nguyện cầu vô kể Phật thứ trời thương, đôi chân trên đường bôn ba thầy dẫm, thuyền trời ta cặm ở bến sông mê còn đợi chưa về lê thê làm thảm. Ai người thông cảm bụi bám không nhầm. Đừng có sai lầm nghe đây lão nói. Không phải thầy bói nói dối ăn tiền. Không có làm phiền, láng giềng yêu kính. Màn này thầy tính chắc chịu bó tay. Là con số hai. Trích bằng ghi âm do Đức Cậu Bẩn Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết tại nhà ông Đạo Bảy Cần Ruột năm 2012 nhân chuyến. Ngài cùng phái đoàn Phật tử hành hương núi Tà lơn trên đường trở về thuyết pháp tại Chùa Đông Lâm Cần Đức, Chùa Thiên Thuận. Từ năm 2012 sau khi đi núi Tà lơn trên đường về, Đức Thầy Bẩn Sĩ đã cảnh báo sẽ có bệnh dịch COVID-19 để bá ra đủ thời gian tu hành niệm Phật trì chay bố thí thoát qua cuộc sàng lọc chết bảy còn ba. Thầy về thầy mách phân tách rõ ràng. Cả xóm cả làng chết đau chết đói chết ỉa chết ói bệnh dịch tràn lan, chất độc lan tràn năm châu bốn bãi, nó đem nó giải nó chết nó tha. Nó sẽ đem ra kỳ ba thống nhất. Đức Thầy Bần Sĩ báo trước nạn đại dịch đói đau không phải chỉ riêng một nước nào, mà sẽ lan tràn khắp thế giới năm châu bốn bể. Giặc trời Covid đi trước, giặc nước thế chiến ba đi sau châu Âu gần như sụp mất hết. Phải chăng do nghiệp quả các đế quốc châu Âu xâm chiếm nhiều thuộc địa trên thế giới vào những thế kỷ 19? 20. Theo Âu nên phải lo Âu. Mấy ai hiểu nghĩa bá di thúc tề, sấm trạng trình, cư sĩ Minh Điển tái bản năm 1948 theo ấn bản quốc học Tùng San năm 1930. Kỳ Vân Siêu Tầm Sydney, ngày 30 tháng 05 năm năm 2021, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.